Đánh bắt cá bằng kích điện là hành vi vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn phổ biến tình trạng người dân sử dụng kích điện đánh bắt cá, khiến nguồn lợi thủy sản đứng trước nguy cơ cạn kiệt và đe dọa trực tiếp tới tính mạng người đánh bắt. Dọc theo các sông Hòa Bình, sông Sậy, La Tiến trên địa bàn huyện Phù Cừ, không khó bắt gặp hình ảnh người dùng bình kích điện để đánh bắt cá. Khi sử dụng kích điện, trong bán kính từ 1 đến 2 mét, tất cả các sinh vật dưới nước từ cá, sinh vật phù du đều bị điện giật chết. Đây là cách đánh bắt tận diệt, khiến nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đa dạng sinh học. Nguy hiểm hơn, đánh bắt cá bằng kích điện còn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng. Tháng 7 năm 2019, trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã xảy ra một vụ tử vong do dùng kích điện đánh bắt cá. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng sung điện, chất nổ, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của luật thủy sản.